Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung chính có trong bản tin thời sự sáng nay, thứ Sáu, ngày 10 tháng 2. Huyện Cần Giuộc thu hút mọi nguồn lực thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Nông dân tỉnh Sóc Trăng, Khánh Hòa trốn đậm chuồng cá cơm cá ngừ đại dương đầu năm. Thông tin vui có trong phần tin trong nước hôm nay. Tin thế giới, bầu cử Đức 2017, tỷ lệ ủng hộ liên đảng của bà Merkel giảm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành vừa tổ chức họp ban chỉ đạo hội trại tổng quân năm 2017. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Châu Thành có 139 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Thực hiện công tác tuyển quân năm 2017, các xã thị trấn thuộc huyện Châu Thành đã tăng cường công tác gặp gỡ thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển để tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình thông suốt về luật nghĩa vụ quân sự để thanh niên trong độ tuổi an tâm và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Dương Phong Linh, trưởng ban tổ chức hội trại tổng quân huyện Châu Thành đề nghị các thành viên ban tổ chức hội trại chuẩn bị tốt khâu tổ chức hội trại tổng quân, tạo không khí phấn chấn, động viên các trại sinh là thanh niên trúng tuyển đợt này lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ với tổ quốc. Huyện Cần Giuộc có 1.800 hectare sản xuất rau màu với sản lượng trung bình 125.000 tấn một năm. Trong đó có hơn 300 hectare sản xuất rau an toàn, 3 hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhiều năm nay, rau màu đã trở thành cây trồng chủ lực ở Cần Giuộc. Đây là những thuận lợi để huyện thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Để thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, huyện Cần Giuộc đang vận động người dân xây dựng các nhà màng, nhà lưới, hướng dẫn nông dân trồng theo phương pháp thủy canh, sử dụng phân hữu cơ, hệ thống tưới nước tiết kiệm. Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm tại Lâm Đồng và Củ Chi, qua đó giúp các hợp tác xã, các hộ dân hiểu thêm về cách thức quản lý và phương pháp sản xuất. Năm 2015, anh Nguyễn Phát Nguyên, giám đốc công ty Avico, thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư vốn trồng rau sạch bằng phương pháp hữu cơ tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc. Sau gần 2 năm áp dụng mô hình trồng rau hữu cơ của gia đình anh mang lại kết quả khả quan. Thì công ty của mình thì là một cái công ty mà cung cấp thức ăn thực cho cái trường học và căng tin bệnh viện. Thì đòi hỏi nó là phải là rau sạch, rau an toàn vệ sinh thực phẩm. Thành thử ra mình mới về đây mình đầu tư cái mô hình trồng rau nhà lưới này. Hiện tại giờ thì mình trồng khoảng 3 hectare. Nhưng mà trong tương lai chắc mình cũng phát triển thêm khoảng chừng từ 3 tới 5 hectare nữa để cho người dân sẽ tiếp cận được cái rau sạch nhiều hơn. Theo đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Long An, Cần Giuộc là một trong 4 vùng được quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.000 hectare sản xuất rau sạch. Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết mở rộng sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bền vững. Tiếp tục mời gọi các cái công ty, các cái doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự kiến sẽ ít nhất một công ty sẽ đầu tư vào ứng dụng công nghệ cao tại xã Phước Hậu. Ngoài ra, đối với chúng tôi tiếp tục củng cố các hợp tác xã, phấn đấu xây dựng thêm 2 hợp tác xã sản xuất rau để liên kết với nông dân, xây dựng mô hình khép kín theo chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm. Trồng rau ứng dụng công nghệ cao đang là hướng đi đúng, giúp người nông dân sản xuất ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cho cộng đồng, đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu sau này. Hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Đinh Dậu năm 2017, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trong huyện Bến Lức phối hợp các doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài huyện tổ chức trao hơn 10.000 suất quà Tết tặng cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng, gồm hàng hóa thiết yếu, gạo, chăn, tiền mặt. Tổng giá trị quà và tiền mặt là hơn 3 tỷ đồng, đạt hơn 200% chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu tình nguyện, lễ hội Xuân Hồng năm 2017 giai đoạn 1 đã thành công tốt đẹp.
toàn quyện đã thu được trên 300 đơn vị máu phục vụ cứu chữa người bệnh trước và trong Tết Nguyên đán. Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Đinh Dậu năm 2017 đã góp phần mang đến một mùa xuân đầm ấm, vui vẻ cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người già, cô đơn. Những hoạt động thiết thực ấy góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn huyện, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Bản tin được tiếp nối với nội dung phần tin trong nước. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cần tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu EVN chỉ nắm giữ các nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhà máy điện liên quan đến phối hợp vận hành giữa các nhà máy điện này. Còn lại, cổ phần hóa khâu bán lẻ và dịch vụ. Công khai và minh bạch chi phí, giá thành, giá điện, kiên quyết phòng chống tham nhũng, nhất là trong thực hiện cổ phần hóa và đầu tư xây dựng. Xây dựng chân quá ngành điện vì dân, phục vụ nhân dân, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện qua ngân hàng, giảm dần việc tiếp xúc trực tiếp của nhân viên thu ngân với khách hàng sử dụng điện. Trong những ngày sau Tết Nguyên đán, không khí tại cảng cá Trần Đề Sóc Trăng nhộn nhịp, phấn khởi hơn hẳn mọi năm khi những chiếc tàu đánh bắt cá cơm đầu tiên cập cảng. Cá cơm năm nay không chỉ cho sản lượng cao mà kích cỡ, chất lượng đều rất tốt nên giá bán cũng rất cao, ngư dân lời to sau mỗi chuyến biển. Không khí tại cảng cá Trần Đề Sóc Trăng những ngày này hết sức nhộn nhịp với hàng chục con tàu khai thác cá cơm đang lên xuống hàng. Những két sò cá cơm đầy ắp tươi rói được đội bốc xếp nhanh chóng đưa lên khỏi khoang tàu để kịp đến nơi tiêu thụ. Từ sau Tết, con tàu này đã có 2 chuyến đi biển. Ngư dân cho biết, ngoài ngư trường đang có rất nhiều cá, mỗi chuyến chỉ khoảng 2 ngày, nhưng đánh bắt được trên 10 tấn cá cơm, ngư dân thu về từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi chuyến. Cái không khí đầu năm thì coi như lượng tàu ở Trần Đề hiện nay đó thì cũng đã sức bến hết. Thì đặc biệt năm nay thì cũng có một số cái tàu của bà con ngư dân cũng đang khai thác ngoài biển. Thì cái lượng tàu này cũng hiện nay cũng đang vào cảng để lên cái hàng hóa. Nói chung là hiện nay cái tình hình khai thác đầu năm thì nó cũng khá thuận lợi. Mỗi ngày bình quân có khoảng từ 25 đến 30 tàu vào cảng cá Trần Đề. Cái lượng cá cơm khoảng 500 tấn mỗi ngày. Thì đối với năm 27 so với năm 26 thì lượng tàu cá cơm năm nay vào thì nó nhiều hơn và sản lượng nó cũng nhiều hơn. Và cái cá cơm nó thì cái chất lượng như là cái loại cá lớn thì nó cũng nhiều hơn so với năm rồi. Theo những ngư dân chuyên khai thác cá cơm, mùa cá cơm thường kéo dài từ tháng 1 đến hết tháng 8 hàng năm, nhưng thời điểm trúng nhất tập trung từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Không chỉ cá cơm trúng mùa, một số tàu khai thác trong tỉnh làm nghề cào, lưới đèn, sau thời gian ăn Tết trên biển cũng đã lần lượt về cảng với sản lượng khá cao. Đối với ngư dân, thắng lợi ngay những chuyến biển đầu năm luôn rất quan trọng, báo trước điềm may cho một năm mới vươn khơi bám biển. Những ngày này, ngư dân làm nghề đánh bắt cá ngừ đại dương ở Khánh Hòa cũng đã đưa tàu trở về cập cảng sau chuyến đi biển xuyên Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vừa qua. Trong chuyến biển Tết này, ngư dân Khánh Hòa đã trúng đậm cá ngừ đại dương nên thu lãi hàng trăm triệu đồng. Tại cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, bình quân mỗi tàu đánh bắt được từ 40 đến 50 con cá ngừ đại dương, tương đương với khoảng từ 1,5 đến 2 tấn cá, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi tàu. Tỉnh Khánh Hòa có hàng trăm tàu cá làm nghề đánh bắt cá ngừ đại dương ở ngư trường Quàng Sa, Trường Sa, cho sản lượng khoảng 4.000 tấn mỗi năm. Để giúp giá cá ngừ đại dương ổn định ở mức cao, năm 2017, ngành thủy sản Khánh Hòa đã triển khai xây dựng 3 mô hình liên kết khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi giá trị giữa các đội tàu khai thác cá ngừ với doanh nghiệp. Với người dân Khánh Hòa làm nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, khi Tết Nguyên đán qua đi khoảng 10 ngày, họ mới đưa tàu trở về đất liền ăn Tết muộn.